Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe thế giàu của em ạ. À. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Kia Sorento máy xăng ạ. À. Bản máy xăng nó sẽ có bốn bản cho em lựa chọn là bản Signature 7 chỗ, Signature 6 chỗ, bản Premium và bản Luxury ạ. À. Cũng như video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng bánh cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review ra cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em đăng ký kênh em nhé bởi vì kênh xe tư giàu của em chuyên về giá xe và tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok em sẽ phép được đi vào đến vấn đề chính luôn cho em nhé Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản xuất đi Chỗ 7 chỗ ạ. Nó là bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Sorento máy xăng đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 1 tỷ 279 triệu ạ à. Nó là giá tính thuế cho anh em đấy ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với Giá đang là 1 tỷ 232 triệu em nhá Tức là giảm giá cho em là 47 triệu từ mặt ạ Còn anh em muốn được giá tốt hơn Hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao Thì anh em hãy gọi điện cho em Hoặc nhắn tin Zalo cho anh em nhá Chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho anh em đấy ạ Vậy thì chiếc xe Kia Sorento Máy xăng bản xích nitro này Lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 1 tỷ 403 triệu ạ Trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 436 triệu thôi ạ Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 360 triệu ạ Trả góp thì đang là 392 triệu đồng nha Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 378 triệu Trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 411 triệu thôi ạ Các chi phí mới tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này Biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ Bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó bảo hiểm tự nguyện Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ tụi em thôi Trừ khi anh em mua trả góp qua ngân hàng bắt buộc là phải mua tối thiểu là một năm nhá Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản xích 6 chỗ ạ Với giá miết thì nó đang là 1 tỷ 299 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 1 tỷ 252 triệu nhá Tức là giảm giá cho em là 47 triệu về mặt ạ còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì em mới gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình. Chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường được ạ. Vậy thì chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản xích nitro này lăn bánh nhân độ giờ đang là 1 tỷ 426 triệu ạ. Trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 442 triệu thôi ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 382 triệu, trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 398 triệu thôi anh em nhé. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 400 triệu tròn đấy ạ. Trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 417 triệu thôi em nhé. Ở dưới phần mô tả em có cái đường link để anh em nào muốn được uh, muốn được tính toán được tổng lăn bánh này, giá xe này, chương trình khuyến mại này, à, thủ tục trả góp như nào này hay là chi phí lãi suất ngân hàng ra sao thì em hãy điền các thông tin về dưới phần mô tả đó chính là phần nhận báo giá anh em nhé. Gồm có là tên này, địa chỉ này, số điện thoại này, tỉnh thành và loại xe anh em nhé để em sẽ gửi lại cho em các thông tin chính xác nhất, chuẩn xác nhất và chi tiết nhất cho anh em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia, Kia Sorento máy xăng bản Premium Với giá miết nó đang là 1 tỷ 179 triệu ạ. Nó là giá tính thuế cho em nhá. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 142 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em là 37 triệu từ mặt ạ, anh em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em mới gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới chán mình chắc chắn là anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho anh em ạ vậy thì chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản premium này lăn bánh Ấn nội giờ đang là 1 tỷ ba triệu ạ trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 405 triệu thôi em nhá còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ hai triệu ạ trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 363 triệu ạ còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ hai triệu trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 381 triệu thôi em nhá sẽ có 7 tỉnh thuế cho 12% và một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh thuế cho 11%. Anh em trong 8 tỉnh đấy muốn tính toán tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em hoặc là hãy comment phía dưới cho em để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em và giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhá. Ok, tiếp theo cuối cùng giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Sonto máy xăng bản Luxury, nó bản thấp nhất của dòng xe Kia Sorento đấy ạ. Với giá miết nó đang là 1 tỷ 099 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 052 triệu nha Tức là giảm giá cho là 47 triệu trên mặt ạ Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao Thì anh em mới có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em nha Chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho mẹ ạ Vậy thì chiếc xe Kia Sonto máy xăng bản Luxury này Lăn máy nhân hộ cho đang là 1 tỷ 202 triệu ạ Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 376 triệu em nha còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 162 triệu ạ. Trả góp thì đang là 336 triệu ạ. con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 180 triệu ạ. Trả góp thì đang là 354 triệu tụi em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Kia Sorento bản máy xăng rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh em nhá để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của uh, Kia cũng như các xe khác nhau ạ như là Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhé, em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.